Vâng, sau đây em xin mời các bác hãy cùng em test cái chất âm của con JBL A835 25 mã này nhá. Thì trước tiên xin mời các bác hãy đeo tai nghe, ngồi ổn định vị trí, tựa lưng vào ghế và thưởng thức âm nhạc nha. Ở đây em ghép với một cái lọc xì này, một cái vang số vang cơ ria này và cục đẩy này, ở cái loa full bass 30 này. Rồi, xin mời các bác cùng thưởng thức nhá. Thật nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Em xin chào và hẹn gặp lại nhé.